Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 26 tháng 6 năm 2023 tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá đồng loạt cả ba miền, miền Bắc tăng mạnh nhất. Hiện nay, mức giá 63.000 đồng một kg tại miền Bắc đã xuất hiện trở lại nhiều hơn giá heo tại các địa phương trong vùng đều trong xu hướng tăng. Giá heo hơi miền Bắc Tại các tỉnh như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên cùng một số tỉnh Tây Bắc, mức giá 63.000 đồng một kg đã xuất hiện nhiều hơn những ngày trước giá giao dịch phổ biến trong dân cũng quanh mức 60.000 đến 61.000 đồng vượt kg chứ không thấp như những ngày đầu tuần trước. Giá heo hơi tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình phổ biến trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng vượt kg. Các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang thấp hơn các tỉnh đồng bằng bình quân khoảng 1.000 đồng vượt kg, phổ biến từ 57.000 đến 62.000 đồng trượt kg. Các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo hơi trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng chột kg. Cụ thể, Hòa Bình 56.000 đến 62.000 đồng một kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên dao động trong khoảng 57.000 đến 63.000 đồng chột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai từ 56.000 đến 61.000 đồng một kg. Quảng Ninh trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng chột kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên không biến động các địa phương trong vùng có sự chênh lệch khá lớn khi khoảng giá từ 55.000 đến 62.000 đồng vượt kg. khu vực bắc trung bộ giá heo hơi tại thanh hóa, nghệ an phổ biến từ 57.000 đến 62.000 đồng vượt kg. hà tĩnh, quảng trị, thừa thiên huế giữ ở mức 57.000 đến 62.000 đồng vượt kg. giá heo hơi tại nam trung bộ giữ ở mức 56.000 đến 62.000 đồng trên kg. trong đó quảng nam, đà nẵng cao nhất từ 58.000 đến 63.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa ở mức 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Bình Định 56.000 đến 61.000 đồng một kg. Bình Thuận từ 57.000 đến 62.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên lên mức 57.000 đến 62.000 đồng một kg. Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Đông từ 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Lâm Đồng trong khoảng 57.000 đến 62.000 đồng chục kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam cũng có diễn biến tương đồng với các tỉnh miền Trung, tuy nhiên, mức giá bình quân cao hơn, từ 58.000 đến 62.000 đồng chục kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi ở Ba Rịa Vũng Tàu từ 58.000 đến 62.000 đồng nút kg. Thành phố Hồ Chí Minh từ 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bình Dương Bình Phước trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng trượt kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Tiền Giang, Long An khoảng 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An từ 57.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 58.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, thịt heo xỉ loại một vẫn giữ trong khoảng 77.000 đến 79.000 đồng/kg giá thịt giao dịch bình quân tại chợ từ 74.000 đến 76.000 đồng/vt kg cuối phiên giá còn 65.000 đến 68.000 đồng/vt kg ông nguyễn minh đức phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hải dương khuyến cáo để tránh thiệt hại các hộ chăn nuôi cần kiểm tra ngay hệ thống làm mắt trong chuồng nuôi gia súc gia cầm kịp thời cải tạo sửa chữa nâng cấp bảo đảm cho các hệ thống đó vận hành tốt với những trang trại chăn nuôi có chuồng nuôi khép kín 100%, cần chuẩn bị hệ thống máy phát điện có công suất phù hợp. Thường xuyên kiểm tra và thực hiện nghiêm việc trực kỹ thuật, đề phòng mất điện hoặc các hệ thống làm mắt trong chuồng nuôi bị trục chặt, lỗi kỹ thuật, không bảo đảm vận hành. Đồng thời phải thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chữa say nắng, cảm nóng khi đàn vật nuôi có biểu hiện ảnh hưởng do nắng nóng. Mặt khác, người chăn nuôi cần liên tục cập nhật thông tin về lịch cắt điện để có phương án chuẩn bị tốt nhất nhu cầu của thị trường nhiều khả năng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo tiêu thụ thịt heo nước ta sẽ ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là khoảng 3,1% trong giai đoạn 2022-2023. Công ty tư vấn Fit Solution cũng dự báo tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam sẽ tăng 25% trong giai đoạn 2018-2026. Với việc lạm phát hạ nhiệt từ tháng 3, nhu cầu của người tiêu dùng nhiều khả năng sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Điều này dự kiến sẽ giúp giá heo hơi tiếp tục có động lực tăng trong nửa cuối năm nay. Bên cạnh nhu cầu tốt, việc giá nông sản hạ nhiệt từ đầu năm cũng sẽ hỗ trợ ngành, đặc biệt là khi khoảng 75% nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của nước ta phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, nước ta đã nhập khẩu 398.603 tấn ngô trong tháng 5, giảm 36% so tháng trước đó lũy kế nhập khẩu ngô trong năm tháng đầu năm nay của nước ta cũng đang thấp hơn 9,6% so cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh lạm phát dần được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ thịt heo của nước ta nhiều khả năng sẽ cải thiện rõ rệt. Kết hợp với việc giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt so năm ngoái, ngành chăn nuôi nước ta có thể sẽ ghi nhận sự phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nay, ông Phạm Quang Anh Giám đốc Trung tâm Thông tin Hàng hóa Việt Nam nhận định. Bên cạnh đó, Giai đoạn khó khăn vừa qua cũng là bài học lớn cho những hộ nhỏ lẻ về xu hướng chuyển dịch sang chăn nuôi chuyên nghiệp khép kín. Bởi, với mô hình khép kín, người chăn nuôi mới có thể đảm bảo tốt hơn an toàn dịch bệnh và tiết kiệm chi phí nuôi. Nếu không chuyên nghiệp, không làm theo chuỗi thì cũng không tồn tại được, không nên khuyến khích họ chăn nuôi, ông nói. Hiện, thị phần chăn nuôi heo theo quy mô nông hộ cũng đã thu hẹp dần. Trước đây, tỷ trọng chăn nuôi nông hộ chiếm tới 70% nguồn cung thịt heo, tuy nhiên con số này hiện đã co hẹp xuống còn khoảng 50%. Trước đây khi dịch COVID-19 chưa bùng phát hoạt động mua bán heo qua đường tiểu ngạch giữa Việt Nam và Trung Quốc còn sôi động nên giá heo hơi hai nước diễn biến tương đồng với nhau. Tuy nhiên, sau khi xảy ra đại dịch, Trung Quốc siết chặt biên giới nên diễn biến giá heo hơi hai nước trở nên tách bạch. Đà tăng giá heo hơi thời gian qua, xuất phát từ việc nguồn cung giảm dần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và làn sóng bỏ chuồng của người dân khi thua lỗ kéo dài. Bên cạnh nguồn cung giảm, nhu cầu cũng tăng lên nhờ lượng khách du lịch tăng lên. Hai yếu tố này cộng gộp giúp hỗ trợ giá heo. Hiện tại giá thành heo của các doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi khép kín là khoảng 54.000 đến 55.000 đồng một kg còn hộ nhỏ lẻ khoảng 60.000 đồng ruột kg. Như vậy với mức giá hiện tại, các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp đều có lãi. Với nhiều cơ chế, chính sách về khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, những năm gần đây, sản xuất chăn nuôi của tỉnh có bước phát triển cả về lượng và chất, khẳng định được vị trí quan trọng, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp. Giai đoạn 2016 đến 2020 giá trị sản xuất chăn nuôi tăng bình quân 3,34% năm, năm 2021 tăng 7,2% và năm 2022 tăng 5,6%. Với tổng đàn vật nuôi lên tới 16.500 con trâu, 93.500 con bò, 462.000 con heo và 12 triệu con da cầm, ước tính, mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.121 tấn phân tươi, 400.000 lít nước tiểu từ sản xuất chăn nuôi. Trong khi đó, hầu hết các hộ đều chăn nuôi ngay trong khu dân cư nước thải, chất thải nhiều nơi không được xử lý, xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân. Để giải bài toán hóc búa này, thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các cấp, các ngành đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ xây dựng hầm bioga, máy vắt phân, đệm lót sinh học. Đặc biệt, tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 đến 2023. Tính đến nay, giá heo hơi đã tăng thêm khoảng 20% so với lúc trước. Đây là vùng giá mà các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có lợi nhuận. Một trong những nguyên nhân chính góp phần tăng giá trong thời gian gần đây là do thiếu hụt nguồn cung và sự khởi sắc của thị trường tiêu thụ thịt heo sau một thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy giá heo hơi tăng, nhưng theo ông Nguyễn Kim Đoán Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, người chăn nuôi vẫn đang còn thận trọng trong việc tái đàn. Nguyên nhân là do thị trường vẫn chưa ổn định, sức mua vẫn yếu. Chưa kể, tình hình dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng dự báo giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng. Bên cạnh đó, việc giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới có xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ kéo giảm chi phí chăn nuôi trong nước, giúp đông hộ và các chủ trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi nói chung. Chăn nuôi heo nói riêng từng bước phục hồi sản xuất. Trong tháng 5, giá thịt heo quốc tế tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ nguồn cung hạn chế trong bối cảnh chi phí sản xuất cao và dịch bệnh động vật ở những nơi khác đã thúc đẩy nhu cầu đối với nguồn cung của Brazil. Tuy nhiên, giá heo hơi tại Trung Quốc vẫn đi theo xu hướng giảm vì sản lượng tăng dưới ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch ASF. Trong giai đoạn này, giá thị theo của Trung Quốc cũng đã giảm 3,2% sau khi tăng 4% vào tháng trước đó. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết đi theo xu hướng thế giới, giá heo hơi tại Việt Nam tăng mạnh trên cả ba miền nhờ sản lượng heo bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch ASF đã giảm dần. Đồng thời lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn heo. Công ty chứng khoán cũng kỳ vọng giá nông sản toàn cầu trong năm 2023 sẽ giảm 7 đến 10% nhằm hạ nhiệt giá thức ăn chăn nuôi khoảng 5%. Hiện, chi phí nguyên liệu thô ngô đậu tương và lúa mì chiếm 80 đến 85% chi phí thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi hiện chiếm 50% chi phí sản xuất trong chăn nuôi. Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội ngày 23 tháng 5, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng thịt heo, sữa cho người cao tuổi trong diện hàng bình ổn giá của nhà nước là không phù hợp. Thay vào đó, danh mục hàng bình ổn giá nên là danh sách mở, không nên cố định trong luật và giao bộ tài chính quyết mặt hàng nào sẽ bình ổn theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Ninh, so với các thực phẩm khác, thịt heo không phải là mặt hàng thiết yếu nhất. Xu hướng tiêu dùng của người Việt đã có sự thay đổi đa dạng hơn với nhiều loại sản phẩm gồm thủy sản, trứng, thịt da cầm và thịt bò. Bên cạnh đó, vị này cho rằng rất khó để tính giá thành chăn nuôi heo. Điều này xuất phát từ thực trạng chăn nuôi ở nước ta chủ yếu là quy mô nhỏ lẻ với hàng triệu hộ chăn nuôi, năng suất chăn nuôi còn thấp. Ngoài ra, khoảng 80% thịt heo được bán tại các chợ truyền thống. Do đó, Việc áp dụng chính sách tính toán giá thành, hỗ trợ nguồn vốn dự phòng hay can thiệp vào giá là điều rất khó khăn. Không chỉ vậy, để thực hiện chính sách bình ổn giá đối với hàng hóa như thịt heo thì cần nguồn kinh phí khá lớn, trong khi ngân sách đang rất khó khăn. Trên thế giới cũng chưa có quốc gia nào đưa thịt lợn vào mặt hàng bình ổn giá, bà Nguyễn Thị Kim Anh cho biết. Với giá heo hơi hiện nay, người dân đã thở phào yên tâm xuất chuồng. Mới hôm nay, gia đình cũng tranh thủ xuất bán gần 50 con heo thịt với 60.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, giá này cũng giúp gia đình lãi được khoảng 5.000 đồng một kg, ông Tráng chia sẻ. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết, ở thời điểm hiện tại, người chăn nuôi đang thở phào vì ngoài xu hướng giá heo tăng thì giá thức ăn lại giảm. Mới nhất vào ngày 14 tháng 6, các doanh nghiệp lớn cung cấp thức ăn chăn nuôi đã có lần giảm giá chính thức thứ hai kể từ đầu năm đến nay với mức giảm bình quân 300 đến 400 đồng kg lần, tùy loại. Đây là thông tin rất tích cực vì so với hồi đầu năm, các doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi chỉ giảm giá thông qua các hình thức khuyến mại. Vấn đề hiện tại của người chăn nuôi heo chỉ là lo phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi và xử lý môi trường chăn nuôi cho thật tốt theo quy định của nhà nước. Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đang tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện xử lý môi trường ở các cơ sở chăn nuôi trên toàn địa bàn. Không thể chắc chắn Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi thì có nhiều tín hiệu để người chăn nuôi có thể hy vọng về một bức giá lạc quan trong thời gian tới như, giá heo hơi của các doanh nghiệp lớn đang tăng, giá heo giống tăng và giá thức ăn chăn nuôi giảm, ông đoán phân tích. Trong bối cảnh lạm phát dần được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ thịt heo của nước ta nhiều khả năng sẽ cải thiện rõ rệt. Kết hợp với việc giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt so năm ngoái, ngành chăn nuôi nước ta có thể sẽ ghi nhận sự phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nay, ông Phạm Quang Anh. Giám đốc Trung tâm Thông tin Hàng hóa Việt Nam nhận định: Có thể thấy, dù giá heo đã nhích tăng nhưng đông hộ, hợp tác xã chăn nuôi vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn do thua lỗ trước đó và không còn vốn để tái sản xuất. Có thể thấy, chăn nuôi theo quy mô nhỏ đã giảm và cho sản lượng thấp hơn chăn nuôi công nghiệp, nhưng cũng là sinh kế của nhiều người. Dù còn gặp khó khăn nhưng nhiều nhận định cho rằng, giá heo hơi sẽ tăng, chăn nuôi heo vẫn có nhiều triển vọng. Bên cạnh đó, thịt heo vẫn là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn của người châu Á nguyên nhân khiến heo hơi tăng giá là do giá thịt tại một số nước trong khu vực như trung quốc thái lan campuchia tăng lên ngoài ra nhu cầu trên thị trường trong nước cũng tăng do bắt đầu vào mùa du lịch sau một thời gian dài giá heo hơi trên thị trường giảm mạnh khiến người chăn nuôi thua lỗ hiện tại giá heo hơi đã tăng lên đáng kể chăn nuôi đã bắt đầu có lợi nhuận đây cũng là cơ hội để người chăn nuôi khôi phục sản xuất Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 26 tháng 6 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.